Hello, xin chào cả nhà. Thì vô đang ở Costco nha. Thì vô đi ngang qua quầy xe đạp thì vô thấy nó có một cái xe, hai chiếc xe đạp, hai dòng xe đạp leo núi nha các bạn. Và nó đang hiện tại bây giờ là 399.99 cent trước thuế nha các bạn. Bây giờ để vô quay cho các bạn xem nha. Các bạn có thể thấy số lượng nó vô không? Đây 399.99 sen cho 400 đô đi, thuế vô cho 10% nữa là 440. Thì đây các bạn có thể nhìn thấy xe leo núi ngon không các bạn? Đây là cái yên xe nha. Yên xe mình có thể lên xuống được. Cái gông xe nè, cái sườn xe nè, sườn xe chắc lắm luôn nha các bạn. Rồi đây là cái tổng quan nhìn đằng trước cái chiếc xe đây. Đó. Mình đi xuống. Bộ thắng của nó cũng hay nữa. Ở đằng sau. Thì nói chung là mình thấy xe nó đẹp thì mình quay cho các bạn xem nha. Chứ thực ra mình không có rành gì xe đâu nha các bạn ha. Thì dòng xe này là dòng xe leo núi nha các bạn. Chiếc này cái tên của nó là Norrock XC27. Đang có bán tại Costco nha. Norrock, cái dòng Norrock, dòng xe của Norrock. Đây là mình sẽ quay qua phía bên này cho các bạn xem. Đó là mình quay như vậy là nó rất là ok luôn. Êm lắm, rất là nhẹ, chiếc xe nhẹ quá trời. Rồi ok, đây là nhìn tổng quan chiếc xe từ xa đây. Các bạn thấy sao ạ? À? Có thích không ạ? À? Xe này là toàn bộ là đen, mà đen nhám nha các bạn. Nó là đen nhám luôn. Chứ không phải là đen sáng như là mấy cái nó nhám nhừ à. Rồi qua đây, qua chiếc thứ hai. Chiếc thứ hai này là chiếc xe leo đạp Unisex Infinity 700C. Cũng là giá là 339.99, khoảng 340. Thuế luôn là cho khoảng 370 nha các bạn, 370-380 ha. Và đây nó sườn xe và màu xe cũng là màu đen nhám luôn nha các bạn. Yên xe thì nó làm theo kiểu giống như hai cái mông của mình vậy nè. Thì ngồi rất là thoải mái, nó rất là mềm. Nó không có cứng như cái kia. Bánh xe thì là bánh xe mỏng nha các bạn. Bánh xe mỏng. Đây ở trên xe rất là êm, rất là nhẹ luôn. Và mình đi xuống chút xíu nữa. À, cái này là nhông. À, cái này là cái thắng, bộ thắng của cái xe. Rất là khô luôn ha, khô đẹp. Thì nói chung nó đẹp với mình thôi, còn với mọi người thì mình không biết làm sao nha. Đó, đây là đằng sau của em ấy. Đẹp không cả nhà? Bánh xe thì mỏng, bánh xe thì khoảng các bạn nhìn lóng tay của vô nha, thì nó này chắc khoảng hai lóng tay của mình. Bánh xe của vô này là khoảng hai lóng tay ha, khoảng hai lóng tay của vô. Đây là yên xe. Ở dưới này nó có cái nhúng của nó cũng ok lắm này. Đó. Rồi. Thì nó này nó đang bán tại Costco. Thì có ai có thích á thì muốn mua thì cứ liên hệ đặt hàng qua bên Costco á,